Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng luôn là vấn đề nhức nhối đối với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng nhiều năm nay. Không chỉ làm giả từ hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm mà cả hàng điện tử, máy móc, thiết bị, phân bón khiến người dân điêu đứng. Từ những mặt hàng có giá trị nhỏ đến những mặt hàng giá hàng triệu đều có hàng giả, nhái. Những nhãn hàng như là Chanel, những thương hiệu nổi tiếng, người ta nhái lại những cái mặt hàng đó và bán ra ngoài thị trường. Giá thì rẻ hơn cái hàng chính hãng đó. Mình đã mua một lần như thế và đã không sử dụng được. Hàng thật và hàng nhái giống nhau á, mình cảm thấy lo ngại không biết phân biệt được hàng đâu là hàng thật và đâu là hàng giả. Trong cái quá trình mà kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu thì cũng phát hiện ra một số những cái trường hợp có thể là vận chuyển những cái đồ chơi nhỏ lẻ hoặc là những cái pháo nhỏ, pháo lổ nó rất là ít thôi, nó không có nhiều ấy, thì cũng tăng cường các biện kiểm tra cho nên là ngăn chặn kịp thời các cái hành vi buôn lậu gian lận thương mại qua cửa khẩu. Theo thống kê của Cục Quản lý Thị trường, tính từ đầu tháng 6 năm 2020 đã phát hiện xử lý 26.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 173 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết vi phạm đều liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu và hàng giả. Trong tháng 5 vừa qua, Tổ công tác về thương mại điện tử của Bộ Công Thương đã phát hiện 6 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đang kinh doanh các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn của thế giới đã được bảo hộ ở Việt Nam. Hàng chục ngàn sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, rượu bia được các cửa hàng này bán chủ yếu dưới hình thức livestream trên các trang mạng xã hội. Chúng tôi cũng đã bóc gỡ một số các cái cửa hàng mà người ta tận dụng mạng xã hội livestream bán hàng trực tiếp ở trên các mạng xã hội, và thông qua đó thì người tiêu dùng thì rất là khó để có thể phân định được đó là hàng thật hay hàng giả, hàng đó là hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay không. Doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm về sản phẩm nhập khẩu này, và công ty đó sẽ có một cái tem phụ dán lên một cái sản phẩm này, và tem phụ đó là phải có ngày nhập khẩu, công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình nhập khẩu hàng khi đưa ra thị trường. Trên thực tế, việc giám định một sản phẩm nghi là hàng giả phải có sự tham gia của các cơ quan chức năng. Còn người tiêu dùng khiếu nại không thành công bởi nhiều lý do như không có chứng từ giao dịch, người kinh doanh cố tình trốn tránh. Do đó, để được bảo đảm quyền lợi, ngoài việc các cơ quan tăng cường kiểm tra, người dân cũng cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng, thanh tra chuyên ngành để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Tổng cục Quản lý Thị trường đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào hoạt động chính thức các hệ thống phần mềm phân biệt hàng thật, hàng giả, xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các vi phạm.